Hello, xin chào quý khán giả của kênh Cái Biết Miền Tây và Quý Vlog. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đi bắt cua đồng. Thì cua đồng về chị có làm món là bún riêu cua hay làm canh tập tàn đó quý vị. Mình xay ra mình lấy cái khô cái thịt đó mình làm canh nấu canh ăn ha. Bây giờ mình sẽ mời quý khán giả ăn. Tại vì miền Tây mình đó chỉ có loanh quanh có nhiêu đó thôi. Đi đây đi đó thì vẫn là mấy con ngưng kênh cũ của mình. Đây thì mình kiếm hang cua để mình bắt cua. Vừa hang cua bắt cái con bé na hơi mệt ạ. Đi giặt giặt như nè, đây là hang nè, nè thấy chưa, đây là hang mới làm nè quý khán giả. Con cua nó làm thấy tôi làm ha. Đây quá nè, đó đây nè, thấy không nè, có dấu cua nè, đây nè, đây nè chỉ nè. Theo mấy nhiều năm kinh nghiệm thì người ta nói là đây là cái nhâm 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 là của em cua. Đây đây là cái hang em mới đào tôi sử dụng tới. Thế mẹ cái gì, cái hang gì mà nó uống khúc như vậy, nó chết già. Cái tay tôi to quá quý khán giả ơi, chết được không? Ây da, sao vậy? Trời ơi, nay khi dinh dưỡng quá. Ôi da, mất bụng không hả? Vô đây mà kẹt cái tay luôn là chết luôn. Sâu quá hả? Ôi ơi nè, nó vô tới đây luôn rồi nè, dính rồi đã kém. Ây da, oh my god. Con quý, người ta nói con quý nó đi bắt cua. Đây nè, đây nè, đây trời ơi nè, tới bắt tay tôi luôn quý khán giả nè, coi nè, đó, con này, đó. Ghê chưa, đây chưa có con nào mở hàng đầu tiên, con à, giờ cũng cạn rồi hả? Cái gì cũng cạn, đó. Thấy tôi chưa hả? Tôi nói mà không, tôi đi bắt cua ai cũng nói là quý đi bắt cua, quý đi bắt cua kìa, nó trên lộ á. À, ở trên đây á quý khán giả, dạng như ai đi trước thì người đó bắt trước nha, chứ không có đất này đất của ông cô nội để lại, ai đến trước thì người đó bắt trước. Giờ cái tay này của chị Diệu. Tuốt chưa đông nữa. Bà Diệu bà nhát luôn quý khán giả. Bà có hang có ơn là bà sợ chứ chẳng. Tại tay em nhỏ, bự quá vô không lọt. Cái tay còn gì nữa.
giỡn dữ ta. Nè, hang này nè. Được, có nước rồi. Cậu banh nó ra. Đó. Đó. Đó, đó. Đó. Ngon cơm. Dạ. Không có đụng con gì luôn ha. Chắc không. Sao? Hang cua mà bích gì cậu? Không đụng. Nè, đưa ta tới rồi. Có hang mà không biết có không? Mấy hang nhỏ nhỏ không à? Cái này mấy tay nhỏ nhỏ cho được. Tay bự quá. Ngu, mày ngu quá quý ơi. Ây da. Ui, cái tay nó vừa. Con cua mà làm như tưởng tôi hành hạ nó lắm á. Nè. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình với đại đầu bếp sẽ nấu món cái gì? Canh cua với rau sập tàn với lại cá kho. Bóng dừa khô khô. Cua là ông Quý bắt mớ, người ta cho mớ nha cả nhà. Thấy nó bắt giỏi quá, người ta cho bắt thêm mớ nữa. Qua. Rau này mồng tơi má cắt nữa hả? Ừ, cắt nhỏ ra cho nó bằng với cái ấy nè, ăn mới ngon. Chứ để nó bự quá. Trời ơi, biết dạ ơi nhà má tôi và ba cái gì ba cũng đồ cắt nhuyễn hết trơn á. Ăn nó mới ngon. Rau này ha, hồi đó trời mưa cái tàu. Hái nhóc luôn. Cho nên nó lừ ở bên hông đường hết trơn. Bây giờ phải đi mua ha. Bây giờ bên hông đường quý dám ăn không? Hả? Mà... tỏi ướp cá uống dừa quý gì câu hả quý? Đúng rồi, con của là ti thì câu. Ừ, giỏi quá ha. Nó câu ở trước cửa nè. Thằng ti nó vô nhà để con á, nó đồn trùng. Rồi. Mấy chị dê á. Rồi, giỏi quá nha. Tôm. Đi câu trước cửa nhà. Giỏi quá vậy. Nó cắt đầu hết trơn hả? Thôi, xương không rồi con ơi. Con đi cắt đầu vẫn ngon. Trời ơi, mấy bà già đâu để xương được cô quý. Ăn xương mất cổ chết luôn á. Trời ơi, con bự chán rồi cô quý. Nó nhỏ mà không bự. Ở trong gần nhà nó ăn đầy đủ. Nó nói thiệt á, ăn đầy đủ quá. Ừ. Tỏi vô cho nó thơm, mà giờ nhửa cái rác xả vô bên này cho nó thơm đi, ướp trước đi tính. Có bỏ gì? Bột ngọt vô trước cho thấm cá.
tới đường phải có đường cho nó ngọt một chút. Đổ vô. Rồi sau cùng là miếng nước mắm nha, cho nó. Ôi. Dạ không mặn đâu con. Cuối cùng chơi một miếng nước mắm mà cuối cùng là nước màu dừa cho nó con cá nó ngon. Đó, nước màu dừa đó phê luôn. Trộn lên nha, ướp đi cỡ khoảng, nấu với cá này ướp phải 20 phút chứ 15 phút không có tắm, tại vì cá nó quá nhỏ. 20 phút mới tắm cá khô mới ngon. Khô với nước dừa nha bà con nè, có tới dừa rõ ràng nha, dừa xinh xanh đàng hoàng đó. Cho, người ta cho thiệt á, ta cho thiệt á. Bột Nguyễn mà hỏi ai không ai cho, chừng ổng nó phải đem cho tôi kêu để vô nhà. Chục cái, 12 cái. Ngọt nghe nha. Rồi xong bây giờ ướp này cả 20 phút nha. Tại vì con cá nó nhỏ quá phải ướp vậy để cho nó thấm cá ngon rồi mới kho với nước dừa. Cá nhỏ là cá bự luôn vậy. Rồi xong bây giờ qua đó là đi rửa rau. Có phần rồi đi rửa rau. Rau này là rau gì má? Rau dền với rau mùng tơi. Nấu trời ơi. Có hai loại dền nha. Dền này giờ mình ăn ngon, còn dền kia dền gai ăn đâu có được quý. Mình ăn lát rồi. Ừ, hôi dền này ăn ngon hơn. Thôi giờ là đại đầu bếp đi rửa rau nha. Còn cái khâu này rất là quan trọng. Khâu này là khâu chánh. Khâu làm cua. Ủa có lấy gạch không? Nấu canh mà lấy gạch gì quý. Canh lấy thịt thôi à. Mấy con cua mình để ăn phải không? Nhà ta phải của mình đâu, hỏi câu nghe. Ừ. Cái nhẹ nhàng ghê, ăn không? Gì? Ra trẻ mắt coi. Gì vậy? Cái con gì nó ghê hả? Cái đó giờ làm gì ăn được quá. Cái nào? Chuối nè. Rồi sao? Chuối của ai vậy? Chuối của mình đó mày ơi, mày không biết. Chuối của mình. Chuối của mình đó. Chuối của mình đó. Ừ, chín hết rồi còn gì nữa. Chủ nhà. Chú nhà ổng đi thăm vườn vậy chứ. Để chú tôi thăm hoài. Ừ. Ông để rụng ổn hết chứ. Chú nhà. Chú nhà ổng nghe. Đây, sai rồi cả nha. Chị Diệu sai rồi, nhiễn mít luôn. Miệng mình hơn Tú nữa. Lượt. Này chắc phải lượt hai ba nước chị. Chị mà có nó thật đặc không? Quá. Rồi coi nè. Cái này ngoài. Tàu hủ bánh lọt rồi kìa. Mối tới nữa kìa. Mối tới kìa, tàu hủ bánh lọt tới kìa. À, cái này thì mình lấy nước dừa ra, mình lấy một phần nước nữa. Đó, bây giờ là coi nè, để im rồi mẹ. Đó. Cái xác này nhiều canxi lắm. À, này đọt trồng lan được nè. Được không? Thôi bỏ vô túi gầm. Trời ơi, hủi chắc chết luôn. Hôm này chôm xuống cây tràm mi được không? Hay cho gà ăn đi. Mày gà ăn không đâu? Ai tú đừng giữ cái gật đầu lia lia. Ừ. Nó lấy gà nó ăn cái nó gật đầu lia lia. Giờ sẽ bắt nó lên. Bỏ miếng muối. Nấu. Còn khai trường bếp mới như vậy nha. Dạ hôm nay em được một bà chị ở Bình Dương tặng cho cái bếp còn lòng cộng quý khán giả. Nên chưa có biết dùng. Đây là tiết kiệm ga nha. Đó, nè, tiết kiệm ga, tiết kiệm này kia này của Nhật. Nhưng mà tiếng Anh tiếng ơ không à, rồi không biết luôn chữ quýt. Biết được chữ quýt, quýt là win hả không?
Ai biết, quýt là quýt, sao quýt là quýt. Cho tí muối cả nhà. Mình cho tí muối. Thôi đừng bắt lửa áp quá. Giờ kho cá luôn. Đây. Lửa nè. Lửa màu này là do chúng tôi là chuẩn bị hết gà. Nên nó lên lửa màu này. Gà sắp hết rồi hả? À. Màu. Đây. Ồ mới đây à. Mới đây nè, nó lên luôn. Lên cá nó cứng rồi nè. Còn cái màu gì nó đen ghê hết Út. Nó có màu dừa mà. Đen như cá bóng luôn á. Trời nó cứng á. Mua ở đâu đẹp chứ. Mời mua ra 40 ngàn đó. Ê quậy này. Ê ê ê. Làm miếng thôi ngàn hồi còn ấy nữa nha. Còn nốt canh hả? Tôi cũng thiệt tình ra nó quất cá hết luôn à. Lấy cái đầu quậy vô mấy rồi. Mấy cái tay còn quậy vô cả. Nó sát hết rồi. Trời ơi, cái tiếp mới nhận đã không? Lửa còn nhỏ chưa bự đó. Làm giờ tôi chơi lửa bự điện từ nữa. Hả? Bếp này bếp mới chứ không phải bếp điện từ nữa. Chứ phải có từ từ nha. Lúc trước thì em được tặng cái bếp từ từ. Con nhỏ rồi ha. Đó, thấy chưa? Quá trời. Rồi. Cho vào. Cá vào. Rồi là cầm cái sắt bay lên Tú. Vậy sắp cho ngay vậy hả? Đẹp lại. Ồ chặt vô. Ừ ghê thiệt. Chặt ghê khéo ghê. Chặt ghê bằng cái đít. Ừ ừ. Uống miếng à. Vậy để cho vào. Ừ cái trường miếng mình tráng cái tô nữa nè. Ừ ghê chưa. Rồi bỏ qua. Nè cho sắp 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 lại nè. Nó bắt nó hiu hiu quá. Lửa này vừa lên nó áp rồi nè. Bếp này quá trời luôn, hổng tôi xài cái bếp từ từ không mày bữa bếp quá tiễn hay gì. Đó. Để hồi nó so gắn cá nó tự như vậy. Trời ơi, cá nào cá nó. Oh no. Ê ê ê, còn thôi. Trời ơi, tắt đi. Tắt đi. Lột ra. Ở này hợp lên rồi. Lột ra. Rồi mình lột thịt cua ra như thế nha. Trời ơi. Thịt ghê chưa. Cả chén ta. Nước ở dưới không nè à, nước này uống ngon nè. Nước này nấu canh ngọt lắm. Ngon lắm à. Lấy đồ vắt không mẹ? Không có được rồi, vắt gì nữa. Vắt cho nó khô luôn. À, giờ là bếp quả tiễn không nha. Má thấy cái bếp dữ ăn không? Bếp được tặng. Công nhận bếp không bếp từ từ, còn này bếp này bếp không từ từ, nó bếp này bếp quả tiễn. Khè dữ không á? Bên nhà. Bên nhà tí. Mới bắt lên thì nó khè. Cái dặn xuống nó hết khè. À đâu khỉ khỉ leo cây. Lên thầm tay mít. À. Nếu có chín thì chưa. Chưa mấy ngày nữa mới chín. Không mấy tuần nữa. Rồi, cho nấu canh nha. Biết từ từ. Mới vô nó khè ha. Đây thịt cua. Thơm chưa? Có bỏ tép vô không thêm mẹ? Trời ơi, cua về tép vậy nữa. Sao tắt biết rồi? Tại nó ấy qua nóng quá. Cho nước vào vắt bếp lên. Cho nước vào như cái nhà. Cái nồi nước cua nãy giờ như cái nhà. Ừ, ra. Lắng lại. Nhiều nước có một sắc. Này giống bún bì cua quá ha. Ở đây nè, thịt nè. Nhật cái nè.
Đây nè, con rào cá nè. Rồi, cho ra vào nha cả nhà. Rào này trời ơi, nhiều vậy chứ để xuống nó xẹp trơn à. Tú làm mình nhót với thằng dạ ơi. Đây nè, nó sập xuống rồi nè. Ừ, dạ đậu khóc ạ. Đeo nhót là khóc nha. Một gỗ mà sao giờ còn có xíu à, không có ăn dụng miếng nào á. Khỏi nêm luôn hả mẹ? Trời ơi, nêm chết. Ngọt rồi, này với thêm nước mắm miếng muối thôi đâu cái gì. Cũng xíu một ngọt. Muối kia nè. Xíu một ngọt. Trời ơi, chút nước mắm. Ở miền Tây mình thì nấu canh cũng phải để em chích nước mắm nghe cho thơm á. Thơm quá, thơm quá. Cái xôi bụng lên cái nữa là ăn thôi. Đó. Xuất sắc. Ai mà nấu nồi canh cua này ngon dữ rồi ta. Ai à? Quý à. Không, quý này nó không có chiếc chiếc đi vô đây được. Nói giờ quá sai rồi. Trời ơi, thịt cua. Tối ngày khen thịt cua nãy nó không khen được cái gì hết trơn á trời. Rau thì quá xanh mưa non mơn mởn. Thấy không? Còn tơi nó cắt ra nhuyễn nấu đều với cái rau, quý để nguyên miếng bự rồi đâu ấy. Rau có tí đậy à. Mà... Trời ơi. Thịt ở dưới đây nè. Dạ tôi gấp thịt xong. Rồi, cả nhà ăn cơm. Cá mà nó bóng mồng luôn hả? Nhà nó bóng nữa quá, trời bóng luôn. Để mới review thử hay gì coi. Buồn quá, thêm miếng nữa rồi. Ngất ngay luôn, cho miếng cơm rồi mới được. Nó thấy chưa, thấy chưa. Vậy nè, gò mai ở trong. Cái tô không. Đó. Tại má chưa trang. Trời ơi, thôi. Thôi má gấp ra. Mẹ ăn đổ một hồi luôn á. Mấy muỗng không mẹ? Ngon ghê luôn. Không lên nói nên lời. Có ăn không? Lùn này nó hay ý kiến ghê luôn á. Cho nên nó khó chịu là nó là sao lâu ầm luôn ạ. Mới tắm cho con đó. Dịu tắm á. Đi mà quý giả ăn canh cua đồng. Mình đi bắt cũng tày da tóc giải quý giả. Đó, cũng thương thẹo thương tích đầy người chứ không phải là không thương tích nha. Nhưng mà bắt được một mớ thôi, người ta thấy thấy thương quá. Người ta vô người ta cho, trong khi đó người ta đi trước tôi. Người đi trước tôi rồi mà không ai nói cái tên tôi gì, thấy lại tôi nói trời ơi dấu đào quá trời luôn. Người ta lấy làm trước rồi. Thịt cua này á, nãy á, mình xay nhuyễn quá, qua qua cái lược á, nó nhuyễn á. Rồi xương nó xuống á. Nhưng mà cái gì thì có nhiều vitamin và canxi nhiều hơn ha. Ăn nhiều vô. Ăn canxi luôn. Ăn cá em quý tiễn tiễn không à. Trời ơi, con nào con nấy bự hơn tôi. Má ăn thêm cá. Con thôi, đang ăn rau. Má phải ăn rau. Cá chắc con ha, ngon ha. Dẻ nữa. Nhưng mà nấu với cái nước màu dừa nó thơm quá ha. Mà nó vàng vàng chứ không có ấy. Chứ không phải vàng như mình à. Nó đen như mình ấy bằng mình thắng bằng đường. Đường.
có nhớ cái dao dền này nào, ở đó trước cửa nhà má, ở đó bên lậu á, tà mương cái trời ơi nó gật hết trơn quên quỹ ban nó, trời ơi qua bển hả, ngồi hồi đó quý dám mang chứ giờ thôi dám mang, hồi đó mình chuyên môn ngay chỗ trong đó hả quý, hang ngay cái đám bắp của bác ba hả quý, bà trồng bắp nữa hả, của quỹ ban á, miếng đất á nguyên bắt trước cửa của công an á, tà mua miếng mướn nguyên đó đó, hợp đồng bao nhiêu năm á, trồng đều vòng sao không trồng nhãn nữa, nhãn ấy mình á, mình á nào tầm vậy nó quýnh có ăn á, canh thêm không, ổng ngồi canh sát bên quý mà trồng xong là đám nhãn nó thuộc về của ủy ban, nhưng mà sao là do mấy quý quản lý tới là quý hái rồi nhóm quý hái giùm cũng bị dí chạy lắm à, ngày xưa con nít đâu quý vậy hay đi phá giặt bị mắng dấu hoài hả, chú không có chú về thiếu gì không quý hai vườn cũng có nậu để lại thôi, ủy ban trồng nhưng mà tên là cho dân sinh sống không à, hồi sớm lấy giùm xài giùm nhưng mà sớm người ta xài cũng có nhân có tâm lắm quý vậy, trượng người ít hay vậy quá đố mà cho người nãy chơi ăn chơi hãy bắt người đó thôi, hàng sớm thôi thân phận không tình thương mến thương rồi dạng ăn không hết á, ra thèm ra ăn nãy à, chặt nãy bỏ lại, còn tôi cũng ăn gì tôi ăn nãy trên á, tôi bỏ lại nãy dưới nguyên vậy quá. Nói tên thì nó hay bự với đem mỗi lần hái vậy á, tôi thấp quá tôi đâu có leo được, đem cái ghế ra tôi leo tôi hái không ghế dế mình dẹp chào ủy ban về hết rồi mới dám làm vậy, làm như của nhà rồi. Nay là chương trình giặt mặt giặt mặt chuyện hồi xưa không ai nói được chuyện giờ này có buồn chú bên kia hiện giờ sao kêu chủ nhà thôi chủ nhà bán không muốn bán rồi chẳng là lâu bán quá không mấy mùa chú chín nó là đi dầu vậy có chim ăn à, tháng nào cũng thấy chim ăn á, à, chim ăn còn mấy để cho nguyên bầy chim nó lại nó ăn rớt xuống thì gà ăn chính xác mà gà của người ta phải gà mình gà mình trong chuồng trường hết rồi mang cầm thêm á hồi nãy mới chơi hết đó chứ ai tôi ăn nữa không có lấy cho thôi rồi mẹ ăn nữa không, ừ. Sao hôm nay giỏi gì vậy canh mà húp lẹ canh húp lẹ lắm còn mấy cái húp lâu với canh quý trang với rồi quý húp còn quý nóng sao quý dám húp quý húp đâu bây giờ hôm nay tôi máy tôi nó chậm tốt hơi ế phải mắc kể chuyện ngày xưa đó nha, hôm đó tôi đi chơi giữa má tới mùa hình là tôi có hình tới mùa goli tôi có goli đó tới mùa gì đó tới mùa cá tôi đi bán cá đó xong rồi kinh doanh nha, chơi về rồi bán lại chứ không chứ không phải cho đem về cất sáng là kiếm chị quý lòi giờ nhau hình. nhau ờ chị quý ơi vậy chưa chị quý ơi tại có chị quý bán hình mới chơi được bán lấy gì để chơi rẻ lắm quý vậy bán có 100-200 ngàn đồng à chứ đâu không nít xài tiền đó không mà đâu có tiền lớn sáng nó cho tiền bánh ăn chạy là kiếm quý à 200-500 Ủa quý bán tiền đó là làm gì? Đúng giờ quý đại quý đỏ không? Và đặc biệt Tết em nhận lì xì má giữ giùm cho qua Tết năm sau mới trả tới chừng qua Tết sau không trả nằm khóc giả đùng luôn xong có nữa má giữ giùm cho hỏi phải như kỳ giờ là nó bỏ con heo hết trơn luôn không, mẹ không có giữ giùm được lần nào á đó mới nói câu mẹ không thấy tao khổ hả mày đây mượn đi Tết qua Tết tao trả nè tới giờ Tết không có qua Tết vẫn còn đi Bến Tre bổ đồ chứ không phải làm gì bổ đồ thêm á tại lúc đó nhà mình nó bị sự cố nên sụp nợ quý vậy nên nó nhiều cái nó dẫn dắt tôi đi xa chút ơi tôi đi xa chút quá vậy nó đòi á con luôn mới tắm đau bụng quá nó đòi ăn chút đi chút ăn hạt ha ngồi đó đi ngồi xuống không lên
lúa ẩm lúa ạch lên. Dạ thôi đang có bầu á, nó thấy tôi nó mừng lắm, nó ngồi nó kiều. Cô quý cha nè, đừng cho con gấu nha, gấu nó nằm rồi. Dạ đưa đưa quý khán giả, gia đình chúng em đã ăn cơm và kể chuyện là dạng như là này không đánh mà khai. Cái chuyện mà thời mà em còn trẻ trâu của quý khán giả, nhiều cái mà trẻ trâu của em dữ dằn lắm. Em là dạng như là trùm cái khu vực chợ này là quậy rồi đó. Chỉ có mình em thôi, như đặc biệt ở chợ của mình em tên Quý này phải không á? Khu vực này nè, đi đâu cũng là chữ Quý không á quý khán giả. Ghê lắm, đó em ghê lắm. Rồi, cái gì con? Chúc nó đi. Ừ, rồi bây giờ mình sẽ hẹn quý khán giả nha, bây giờ ăn luôn mình nó đổi rồi, nó lời ăn rồi. Mình sẽ hò cho nó ăn. Mình hẹn quý khán giả là lúc sau nha. Bye bye, see you again. Và nhớ subscribe kênh Rapid Miền Tây và cùng quý vlog giùm mình nha.